nói chị nói chính xác luôn đó. Em mới đi làm về, đi 3 bữa rồi, hơi mệt trong người. Ủa chồng tôi đâu? Ủa sao không ai phụ tôi cái diễn cái cảnh này hết trơn vậy? Ủa kỳ vậy chà, rồi tối nói đàng hoàng là diễn phụ mà. Diễn đi, diễn gì? Tiên tiền đang được trực tiếp, diễn đi, diễn đi. Liên lên. Đây đây, lên đây, lên đây, lên đây. Đóng vai chồng tao đi. Ôi liên 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 lên giúp nó đi, liên giúp đi. Ông đang nỉ cơ. Đây 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 đây. Đây chị bán phụ cho. Em sợ đóng xong tức tập sau tới em hôi sủ. Sao đâu? Chị nói ra ông phụ cho. Cái này là em hỗ trợ, Hỗ trợ đi, Hỗ trợ đi, thiệt, năn nỉ luôn, tuần sau mà tới tao là mày chết rồi. Rồi, rồi bây giờ là mày đóng vai chồng tao. Tao là Thục Oanh, mày là Mã Ngu nha. Nha, rồi, ấy đi, bây giờ tao đi vô. Mày có thấy Mã Ngu nào ba lớn không? Thì bây giờ cứ kể đi, cứ làm gì đi là nhanh gọn lẹ má ơi. Rồi tao đi vô nè. Rồi xong hỏi má. Hỏi gì má? Mày đi đâu đó? Rồi làm lại. Rồi cái con này mày làm mất thời gian, cái live show của người ta biết bao nhiêu tiền. Mày đâu về đó? Tao đi qua tới đây mày hỏi. Mày đi đâu về đó? Tôi mới đi làm về. Đi làm? Tiền đâu? 50 ngàn là lấy đi. Mày đi 3 đêm mà được có 50 ngàn hả? Đi 3 đêm có 80 hả? Còn 30 rồi đưa nông 50. Còn 30 tôi mua gói vé cho khách rồi. Trời ơi, tao dạy mày sao? Mày ngu quá vậy? Ây da, trời ơi. Dừng lại, khoan, dừng lại. Đánh hả? Ekip bánh cúp, dạ, dậm. Mới bị đánh. Lẹ lên khẩn trương em ơi, hết giờ em ơi. Lẹ lên nhậm. Rồi, vô, gúp. Mà ngu. Mày thật là quá đáng mà. Tao làm gì quá đáng? Tao rất là giàu, nhưng mà tao phải bắt mày đi làm điếm. Trời ơi, Mà ngu. Tao tên Mã Ngu, không phải ngu. Mày kêu lại. Lại Mã Ngu. Dừng lại, kiếm bánh cúp, lẹ ơi, lẹ. Bể đầu, khúc này bể đầu á, chảy máu cho. Rồi, chảy máu lên, dầm máu vô em ơi, lẹ lên em ơi. Lẹ lên, mất thời gian chị quá. Quá trang, lẹ lên, ừ. Rồi, vô. Mày bước ra đây, kêu lại Mã Ngu. Mã Ngu. Đúng rồi. Tuổi nhục ê chề đã xóa hết đường về của tôi. Bây giờ ông muốn tôi làm gì nữa hả? Tao chỉ cần mày yêu tao, mày thương tao thôi quanh à. Mà mày làm không được. Dừng lại ekip, chạy ra. Chạy bóng miệng rồi. Lấy cây kéo cắt cái ruột thừa bên đây nè má ơi. Cắt ra. Không có đem kéo. Chạy máu đi bà nội ơi. Rồi. Thôi được rồi, vô lẹ. Vô. Trời ơi, mày là thật là tàn độc. Tao đi vào với con tao. Mày đi đâu? Tôi đi vô với con tôi. Con mày hả? Tao thả nó trôi sống Sài Gòn rồi. Trời ơi. Giả quá, làm lại. Cái diễn cái cách nó giả quá, ý là phải tự nhiên hơn. Rồi, nó giúp tao đi liên tao lại mẹ thiệt á. Rồi làm đi, lại đi. Con mày hả? Tao đã hả thôi xong chị con. Chồng tao không có bê đê, nó là giang hồ. Làm lại. Con mày hả? Tao thả trôi xong Sài Gòn rồi. Trời ơi. Mà ngu. Tao nói nhiều mà mày ngu hoài. Bánh ngu hoài. Bánh cơm. Thôi được rồi má ơi, đi ra hoài. Đánh được. Con này nói Mã Ngu mà nó cứ ngu hoài. Rồi, được rồi, đi vô đi. Lẹ lên đi má ơi, đi vô. Của người ta. Mày ra sông Sài Gòn mà vớt xác đó. Trời. Cho mượn điện thoại hết pin, đặt gáp đi ra ngoài coi. Thì má, trong cái tù không có mày má ơi. À lộn. Trời. Mày đúng là không còn tin người mà má ơi.
Đúng, tao không còn tính người là do mày. Do mày, do mày, do mày, do mày. Chết, lắc hộp sọ rồi. Trời, mày biết là do mày không? Là do mày. Trời, mày. Được rồi má ơi. Mày phải ai cái con khúc này mày phải chết, mày chết đi. Trời, trời ơi, bố chết rồi. Phục quanh, quanh, quanh ơi đây ba nén nhang này em khấn giai hồn linh, hồn quanh linh thiêng, linh đồ cho gia đình. Có linh quanh chứng cho gia đình, đủ cho gia đình được trên thuận dưới hòa. Còn đêm nay sáng ngày mai chôn, quanh có linh thiêng, quanh về đây kéo nguyên đám này mình đoàn viên xuống nơi âm tình. Trời ơi mấy má này nhéo quá. Đi vô, đi vô cho người ta diễn cái live show. Mấy má ơi, chuyện gia đình người ta mấy má đi vô. Trời ơi. Chị ơi, em hỏi chị nè. Chị ra đây cho chị cái mic đi à, chị Liên cho chị này cái mic. Sao hả? Chị là ai vậy? Chị là người đi đường. Chị đi đường, chị móc 100.000 trong túi chị ra lẹ lên. Khán giả mới cho tôi hát ba nén nhang trầm, tôi sẵn xô đám ma được 100.000 là tiền có gì đâu. Đi vô lẹ lên, tới cái cảnh này tới tới tao đóng rồi. Rồi, thấy con không? Rồi xong rồi nó đem vô giùm tao để chưa mày. Chưa, khúc này quấn cái đi. Trời, con tôi đâu? Con tôi đâu? Trời ơi, con tôi đâu? Trời ơi, sao nào giết chết con tôi, miệng sữa còn hôi có tội tình. Mà sao anh nỡ cắt cuộc lìa đôi. Con tôi, con ơi, con ơi, đời mẹ chỉ có con, là niềm vui, là lẽ sống sao cùng. Mà sao con nỡ bỏ mẹ đi đâu. Cái khúc đó má tự nhiên vô cái cải lương, má lên câu giọng cổ. Má còn ầu ơ chứ vậy mẹ. Thì còn ầu ơ tự nhiên có đi lỡ. Thì anh từ từ thôi làm lại. Để tao cầm cho nè, đưa đây. Vô nha, vô nha. Rồi nói câu cuối thì nói câu cuối đi vô khúc đó. Trời ơi con tôi đâu? Oh.
giây phút đổi vai thưa quý vị. Thức trọn đêm nay để nhớ thương em. Anh nghe tình yêu nhắc nhở em đêm. Nhớ lần đầu cười anh mắt, nhớ lời ngọt ngào biết. Thấy cô thuộc quanh của tôi đâu không? Thuộc quanh của tôi. Anh đã bao đêm bao ngày mộng nhớ. Ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm. Nhưng ai đã gây cho mình ngàn trái. Đành chung tùy thôi đành lỡ là vô giọng cổ tát má ơi. Cái con này thiệt chán ghê á. Thuộc quan giờ này em đang nơi đâu vậy thuộc quan? Em ơi tháng bảy mưa ngâu có cầu gỗ thước trên dài ngân hà trước nữ hội ngộ ngu lan sao một năm dài xa dần. Còn em với anh chỉ bằng giấc mong khóc thầm vì ai gieo cảnh đắng cay đường tương lai mịt mờ tắm tối mà lối đi về không có ngày mai vì người ta cướp đi đôi mắt của anh rồi. Quảng thang kêu gào vì cùng ai sớm chia nỗi buồn người ơi nỗi đau trong lòng để cành xanh à. Ủa tặng tháng năm để cành xanh à. Ủa tặng theo tháng năm mà ngoài kia lấp vấp mưa bay ở đây giọt nắng giọt cay ngậm ngùi tưởng chừng ta sẽ thành đôi ngờ đâu duyên mới bây giờ chia xa. Thục quanh thục quanh đủ kim mà nè thôi đi lên lên anh ơi ơi mà chàng vỗ tay cho yeah. Kính thưa quý vị vừa được thưởng thức qua tiểu phẩm được mang tên Chăn Dắt Ăn Xin. Vô chia thì coi mày còn khùng quá để chia sẻ đi lấy cái đàn cái gì vậy lấy giùm cái cây. Ê trời ơi trời ơi 350.000 tiền in cái đàn anh trả lại cho tôi nhưng mà chút nữa tôi trả cho cô ra đi ra đây nói nghe nè có ai tặng tao vé gì vậy đời vé lô tô ủa chi vậy. Ê mà lật lại coi giờ rồi. Trời ơi trời dạ cảm ơn quý vị mình rất là nhiều nha quý chị mình nha dạ à, cảm ơn tất cả quý chị mình rất là nhiều và đây nè cái tiền này nè quý chị mình đúng không là giống như hồi nãy Su Su có nói là à, tổng đêm diễn đêm nay sẽ là vào cái quỹ gì à, từ thiện để gửi từ ra cho những dù trái ở ngoài Hà Nội đó dạ thì đây đây là của tấm lòng khán giả luôn đó là một hồi nữa mình sẽ gom lại bỏ vào cái quỹ đó luôn ha Su ha. Dạ quý vị dành cho Mỹ Lan một tràng tay thật lớn quý vị ơi. Dạ cảm ơn tất cả mọi người rất là cảm nhiều. Cảm ơn Mỹ Lan, vô đi. Vô thay đồ hát tùng mới. Còn mấy còn bài tùng. Nữa quý vị. Dạ trong đêm nay ở dọn cảnh trí đi cưng. Còn đây tôi đây rồi. Cái tiền này là em đóng vô mặt trường ở ngoài đó đúng không? Dạ đúng okay, rồi bây giờ em dẹp đi. Bữa mình thỏa thuận rõ ràng là ở đây là Hương Nam tài trợ cho sân khấu làm live show. Còn tất cả mọi thứ Lan tự chuẩn bị. Dọn đi Lan.